Xin chào các bạn, thì hôm trước mình đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng Line Layout để thiết kế giao diện. Thì hôm nay cũng cái giao diện này mình sẽ thiết kế nó trên Contram Layout. Thì mặc định mình Rogio khi tạo một cái rosette mới thì nó sử dụng cái Contram Layout là mặc định luôn, là mình khỏi cần đổi lại cái layout khác. Thì trước tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bấm test trước. Đây là cái test view thì không xài nữa mình sẽ bỏ. Cũng như lần trước thì mình sẽ cầm cái lề nó lại. Thì trước tiên là mình cần một cái image view này. Thì cái kích cỡ nó là mình phải phải to, phải nhắm, chứ không phải như bên bên trong bên bên layout. Thì bên layout thì mình có phương pháp là đó là chỉnh, mình có thể căn chỉnh theo kích thước, mình có thể phân nó thành từng đoạn nhỏ. Tại bên đây không không mình không thấy phân được cái từng đoạn nhỏ đó. Giờ mình đặt cho nó quay đi. Thì cái đặc điểm lần này là mình phải xác định nó nằm tại vị trí nào trên cái màn hình này. Nếu không á, mình không xác định á, thì mặc định nó sẽ nằm tại cái góc, nó luôn luôn sẽ nằm ở góc. Giờ mình sẽ xác định nó. Giờ mình sẽ xác định nó là nó sẽ nằm kế hàng nào trước, bằng cái lệnh là to start là bắt đầu, là cái vị trí đây nè, vị trí này nó sẽ bell run đó, cái thằng bell run đó là nó sẽ là nằm sát lề cái lề. Giờ mình sẽ cho nó cách bao nhiêu bằng cái lệnh là margin, đây margin ta. Thì mình ví dụ mình cho cách nó là 6 dB đó để xích ra, còn không đó, mình có thì mặc định nó là nó nằm sát lề luôn. Đó, cái lề mình đã canh sẵn là 16 dB rồi, nó đã đẹp rồi nên mình sẽ không cần canh lại nữa. Giờ mình xác thì cái một cái khối đó, nó sẽ xác định bởi hai cái. Thì ở đây mình sẽ xác định lại cái cạnh này và cái cạnh bên trên trên nó. Tu tớp thì nó sẽ có hai lệnh nữa. Thì tớp nó sẽ nằm ở trên, còn vết thân nó sẽ nằm ở dưới đây. Chọn ra lệnh là nằm sát chính xác lệ luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử tạo một cái nút nhấn nha. Vết thân 100 dB nhỏ quá. Nó 110 dB. Giờ mình thêm cái ID nữa. Thì cái nút nhấn đầu tiên mình làm là tân lập. Giờ mình sẽ xác định vị trí của nó là nó sẽ nằm ở mé bên, nằm ở đây. À, nút nhấn hơi bị bự rồi, mình sẽ nhỏ lại. Nó sẽ nằm ở bên này.
Thì cái thằng này đó, thì cái lệnh của nó là ta tru ta ớt, thì nó sẽ nằm mé bên tay phải của cái email view này. Giờ mình sẽ xác định cái vị trí của nó bằng mặt pin ta khoảng 16 dB. Đây là tu em. Giờ mình sẽ xác định cái này nó nằm ở đâu. Thì bây giờ mình sẽ thêm cái test cho nó mà. Tầng mặt và thêm kích thước luôn. Và bạn nhớ nha, kích thước đó là SP, còn cái khoảng cách đó, nó sẽ là DB. Giờ mình sẽ thêm một cái nút nhấn nữa. Thêm một cái ID. Thêm test vào luôn. Thước luôn. À đây. Giờ mình sẽ định vị trí của nó sẽ nằm đâu. Hiện nó sẽ nằm ở dưới đằng này và nó nằm ở mé bên tay phải của thằng này. Là phải cái ID của thằng này, thì ID của thằng này nè nó sẽ là này, mình copy bỏ vào luôn rồi nó chạy qua nè. Thì mình định kích thước của nó là mặt kim tan 16 dB, nó giờ nó trùng này luôn. Thì mình sẽ định cái vị trí nó sẽ nằm ở dưới cái thằng bích tân tân ngập này, tu bích tân, tu bích tân, tu chớp bích tân ấp, nó sẽ nằm dưới cái thằng tân ngập. Cứ bị vậy à, còn dùng mặt kim luôn, mặt kim bích tân này. À, mặt kim chết mới đúng.
16 dB đi. Đó, 16 dB. Nếu bạn thấy cái cách mà đánh code này nó khó khăn thì bạn sẽ chuyển qua cái phần design, nó sẽ dễ dàng hơn. Như là đây một cái nút nhấn là bạn kéo vào, và bạn kéo vào, bạn sửa các thông số này. Ở đây như một cái nút nhấn bên kia mình đã làm là 100 với lại 50. Về phần test nè, test nó là cái test thứ ba, nó sẽ là Tân Hưng. Sẽ là về phần kết nối nè, bạn dừng kết nối đây, đường này với đường này, bạn kéo. Nếu bạn không thích kéo như vậy, bạn có thể sửa trên này. Đây, trên là 16 qua nó sẽ là 16 luôn. Rồi, tạo được 3 được nhấn vào thêm một cái test view nữa. Đây, test view. Và bạn cũng phải định kích thước cho nó. Kích thước hết bằng trên đây là 250, thì dưới đây cũng 250 dB. Giờ phần tạo cái kết nối cho nó nè. Nó nằm đính liền với nhau luôn. Mình test thì không có gì hết, mình sẽ xóa test thôi. Mất. Và đây là mình sửa lại cái ID cho nó. Và cái cuối cùng là mình tạo một cái radio group. Đây, radio group chứa cái radio group thân con vô. Ở đây mình sạc radio group. Kết nối mình kéo đi cho rằng. Giờ mình sẽ bỏ cái radio tâm nha. Ba cái đó, ba cái mình sửa lại cái định dạng của nó. Nếu đây bạn thấy khó khăn kiếm cái định dạng thì bạn lên đây bạn bạn sẽ chọn qua bên đây mình kiếm. Như là mình sửa lại nó là theo hướng hướng ngang đây, hơn là theo hướng ngang. Đó, giờ là theo hướng ngang bạn có thể kéo di chuyển dễ dàng hơn. Giờ phần test đây thì sẽ có là tham quan ăn uống chơi. Cái nhiệm vụ cuối cùng là mình chèn cái hình nó vô chỗ này thôi. Thì cái hình đó mình cũng đã có chuẩn bị sẵn như lúc trước.
mình cứ copy vào thôi. Thằng lề như lúc trước á thì đây nè là keo size này, mình có thể chọn đây này fit center hoặc là center group, nó nằm giữa luôn. Thì bài hướng dẫn về cái content layout thế này hết, xin cảm ơn các bạn.